Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, vừa qua thì một cái cơn bão rất là lớn đã xảy ra ở Việt Nam ở Hà Nội thì lúc mà cái cơn bão số 3 này đổ bộ vào Hà Nội đó thì nó làm bật tung lên rất là nhiều cây cối ở đây. Nó không phải làm một vài trăm cây mà nó lên đến tới mười mấy ngàn cây xanh đã bị bật gốc thì ngày hôm qua ở Hà Nội người ta đã có một cái tổ chức họp báo liên quan đề về, về vấn đề mà hậu quả của cái cơn bão này. Thì khi mà đặt ra nhiều cái vấn đề thì ở trong đó đó, phóng viên của báo Tuổi trẻ họ có đặt vấn đề về cái chuyện mà khi mà trong số những cái hậu quả của bão đó thì lúc mà những cái cây mà bị bật gốc lên, người ta để ý nhìn thấy có rất nhiều cây, những cây gọi là cổ thụ mà bật lên á người ta nhìn thấy có cả những cái túi ni lông và những cái bao mà gọi như là bao bố rồi còn nguyên ở trong cái gốc như vậy bật lên như vậy thì cái trách nhiệm nó thuộc về ai khi mà trồng xuống mà còn để nguyên cái bao cái túi như vậy thì làm sao mà cái cây nó còn sống được thì lúc mà đặt ra cái câu như vậy thì cái câu trả lời thì ông mà mà chánh văn phòng mà, ủy ban thành phố hà nội đó yêu cầu bên sở xây dựng hà nội phải trả lời bên cái công ty cây xanh của thành phố hà nội phải trả lời thì cái câu của trả lời của cái ông đó nghe xong đó, nó rất là buồn cười là bởi vì ông đó nói làm sao ông đó nói để bây giờ đó phải đi tìm đi truy tìm coi cái công ty mà trồng cây đó ở đâu để họ trả lời ừ. mà quý vị đã biết rằng khi mà ở uh, việt nam những cái công ty mà trồng cây trên những cái con đường như vậy đó họ đều phải là công ty đấu thầu họ có văn bản họ có công ty họ có tất cả cho nên không phải là những cái người mà ở đâu mà từ đâu mà mọc ra từ đâu mà chui ra để mà phải đi truy tìm không phải là tội phạm mà bây giờ á không biết À, trồng cây không cần tháo vỏ bao xi măng để ni lông ở rễ vân vân mà bây giờ làm xong rồi hỏi thì giờ trả lời rằng là để như vậy đúng là cái đó là sai khi mà người ta thấy rõ ràng nè cây nó 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 bật cái gốc lên bao nhiêu tìm lại đó 11.000 cây gần 12.000 cây mà nó trốc mà bây giờ trồng lại được là có 4.000 cây thôi tức là cả 8.000 cây là bị hư hại rồi thì họ nói rằng bây giờ những cái cây đó đó để bây giờ phải đi tìm đi truy tìm coi cái ông chủ đầu tư đó ở đâu thì cái câu trả lời mình nghe nó quá là mắc cười ờ, trồng cây như vậy là không có hợp hợp pháp không có không có gọi là không có khoa học gì hết Ờ, rồi trong thời gian qua người ta thấy nhiều cái đường phố ở Việt Nam cũng vậy trồng lên một loạt những cái cây xanh ngó qua ngó lại Ủa cái nó chết hết trơn rồi, à? nó khô, nó héo, nó chết thì người ta không hiểu lý do tại sao Thì nhiều người người ta cười, người ta trả lời rằng là nó phải chết thì người ta mới có tiền Nó phải chết thì người ta mới trồng lại, trồng lại thì người ta mới có tiền để mà mỗi lần mà đấu thầu bởi vì cây trồng thì phải có đấu thầu thì người ta mới mới có tiền mới chia chác nhau thì có những cái trận bão như thế này thì người ta mới hình dung ra được cái lý do vì sao đó là một chuyện ở Việt Nam cái thứ hai liên quan đến cái vụ mà xét xử bà Trương Mỹ Lan đó đang vẫn tiếp tục diễn ra thì hôm hôm trước vụ Trương Mỹ Lan thì đến bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn À, có một cái việc mà khiến người ta phải quan tâm đó là khi mà bà trương mỹ lan bà nói rằng là uh, khi mà đến mà khám xét nhà của bà đó thì uh, bên uh, cái uh, cái uh, cơ quan chức năng á tức là bên công an đó tịch thu của bà nhiều lắm tiền bà nhiều lắm cái câu bà nói cái cách bà nói đó, nghe nghe rất là nó dân giả dạ lắm bà nói uh, tiền của bà nhiều lắm họ đến họ lấy quá nhiều cho nên là không biết là lấy bao nhiêu nữa à, nhưng mà họ đã lấy rồi thì thôi bà không biết chỉ có là trong đó có hai cái giỏ đó hai cái túi sách đó cho bà xin lại đi bà không biết là cái giá trị nhiêu cũng không đáng bao nhiêu đâu nhưng mà bà để lại để bà làm mà làm giống như là cái của làm kỷ niệm cho con cháu mà đặc biệt có một cái câu này á nghe nó rất là lạ bà nói á khi mà Công an đến để mà khám xét nhà của bà đó Bà bị bắt á Thì người ta có lấy của bà lúc đó Bà đeo ở trên người nha Bà đeo ở trên người là một bộ trang sức kim cương Do mẹ bà để lại à, Gồm có một đôi bông à, Một đôi bông tay 6 cara Kim cương Rồi một dây chuyền 15 cara Và một cái nhẫn mười mấy cara Mà bà không có nhớ Bây giờ bà muốn xin lại cái đó Thì lúc đó đó bên tòa nói rằng á, Ủa sao trong thấy tài liệu không có ghi Trả lời ngay tại tòa luôn Mà bà, bà nói lúc bà bị bắt bà đeo cái đó Thì vô tò, vô trong tù thì người ta tháo ra Bây giờ á nó là trông thấy trong tòa không có ghi Tức là cái câu trả lời đó là sao Ai lấy đâu mất tiêu của bà rồi Rồi cái im luôn đến bây giờ Rồi ngày hôm nay thì trong phiên tòa bà nói á, Là đừng có đem cái 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 công ty mà ngân hàng mà SCB cộng vào trong vạn thịnh phát bởi vì cái ngân hàng này suốt ngày đi mượn tài sản của vạn thịnh phát rồi lấy tiền của gia tộc của bà nhiều lắm gia tộc của bà nhiều tiền lắm giờ lấy nhiều quá rồi thì đừng có gán ghép vô nữa à, cái gì đó họ đã lấy quá trời tiền của chúng tôi rồi cái cách của bà nói có nghĩa là bên gia tộc của bà tiền rất là nhiều và trong cái quá trình mà công an hay là bên đó gọi là cái cơ quan chức năng họ đi đến để mà họ uh, đi vào để họ kiểm tra họ gọi là khám xét nhà đó họ tịch Thu họ làm, bây giờ giấy tờ, tất cả cái gì nó cũng không có rõ ràng hết, ghi lại đủ thứ. Cho nên bây giờ cái gì đó cũng không rõ ràng, bây giờ đừng có kêu bà trả cái gì, bà không còn cái gì để bà trả hết. Nhưng mà những cái người mà thân nhân của bà đó, đừng cái gì của họ trả lại cho họ, đừng có bắt họ. Bắt họ ở tù nhiều năm rồi, bây giờ thêm cái tội này ghi bắt họ ở tù nữa, thì họ đâu có còn cái gì là cuộc đời ở ngoài nữa. Thì đó là những cái gì mà bà nói trong cái phiên tòa của ngày hôm nay nhưng mà từ những cái câu nói của tòa của bà Trương Mỹ Lan để thấy rằng là cái hệ thống công lý hay là pháp lý ở Việt Nam á, có nhiều điều mà từ trong những cái câu đó mình lọc ra mình thấy nó rất là buồn cười ở chỗ đó đó đồ đeo trên người xong rồi đi đến giờ tòa nói là Ủa không thấy ghi gì ở trong này chuyện không bây giờ giải quyết ừ. được đến suốt cả cuộc đời thưa quý vị à, quay trở về phần tin ở Hoa Kỳ cũng là tin cuối trong ngày hôm nay Công ty Amazon uh, đang tuyển dụng hàng ngàn nhân viên trên khắp California và đã đăng lên trên uh, trên các công bố là sẽ tuyển dụng ít nhất là 3.000 công nhân thôi quý vị. Những người nào mà chúng ta đang muốn tìm kiếm một cái công việc mới á, thì chúng ta có thể tham gia vào uh, ghi danh vào Amazon vì có công ty này đang tìm kiếm rất là nhiều nhân viên trên khắp miền Nam California. Cái công ty thương mại điện tử này đang tuyển hơn 3.000 cái vị trí theo mùa. Quý vị nhớ là chúng ta làm việc theo thời vụ chứ không phải là làm việc full time từ thành phố Los Angeles, nè, Long Beach, nè, Anaheim ở trên khắp tiểu bang California và có khoảng là 30.000 vị trí toàn thời gian, bán thời gian, rất là nhiều cái, theo mùa cũng có nữa với mức lương rất là cao cho những cái nhân viên theo mùa sẽ bắt đầu từ là 18 Mỹ Kim một giờ và bao gồm là quyền được hưởng các phúc lợi từ chăm sóc sức khỏe ngay từ những ngày đầu tiên mà quý vị đi làm. Công ty này cũng cho biết hôm ngày thứ năm là có rất là nhiều công việc khác nhau và sẽ có cơ hội chuyển sang các vị trí toàn thời gian nếu như quý vị chấp nhận ở lại làm và có công việc đó phù hợp và được sự duyệt xét của cái công ty này. ở à, tùy thuộc vào cái vai trò người lao động có thể là mong đợi các cái phúc lợi à, bổ sung bao gồm là cái lịch trình sinh hoạt bảo hiểm nha khoa cũng có rồi bảo hiểm thị lực cho mình cũng có với cái con số là 401.000 Mỹ Kim cho một người rồi với sự hỗ trợ của công ty Tối đa là 20 tuần nghỉ thai sản sinh con có lương cho cha mẹ ruột ờ, rồi dịch vụ hỗ trợ tài chính và sức khỏe tâm thần vân vân rất là nhiều. Các vị trí toàn thời gian cũng đủ điều kiện để hưởng được cái hỗ trợ học phí để lấy bằng đại học hoặc là chứng chỉ đại học nếu như mà chúng ta tham gia vào chúng ta đi học. Và Amazon cũng đang đầu tư khoảng 2.2 tỷ Mỹ kim tài vào cái khoản lương bổ sung cho những cái nhân viên để mà uh, trong những người ta vận chuyển những cái đơn hàng và những cái uh, nhân viên trong quá quá trình vận chuyển đó uh, tính đến cái chế độ phúc lợi được bầu và sẽ nâng tổng mức lương trung bình lên 29 bị kim một giờ cho những cái nhân viên đặc biệt làm trong vấn đề mà vận chuyển uh, riêng họ thì họ cũng nói rằng là các vị trí tuyển dụng được đăng trong suốt cái mùa lễ này và lấp đầy nhanh chóng thành ra là quý vị nào chúng ta muốn uh, ghi danh để mà làm việc ở trong Amazon theo thời vụ hoặc là bán thời gian hoặc là full time thì thì quý vị có thể ghi danh vào trang web của Amazon hoặc là nhắn tin vào cái cái trang là New Job đến số là 31432 để mà chúng ta ghi danh nhận thông báo làm việc thưa quý vị. Khi mà quý vị vào trong Amazon, quý vị kiếm job á, thì mình chỉ cần mình điền cái zip code mà mình đang ở vào trong đó để coi cái gần cái khu vực của mình là có cái job người họ đang mở hay không. Rồi xong rồi cái công việc mà mình cần thì nó rất là dễ rồi quý vị xem coi cái nào là thích hợp với mình rồi mình sẽ mình apply cái cái job đó cảm ơn lê thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới nhà dạ vâng và sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng này để mà theo dõi tất cả các chương trình thường lệ của đài và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cà phê sáng cuối tuần vào ngày mai